Trước đây quý thầy có khuyên không nên lao mình thay quần áo hoặc xúc chạm thay người đang hấp hối hoặc sau khi tắt hơi trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Vừa rồi con có xem vẽ ánh sáng Phật Pháp từ 16, thầy nói là như vậy không sao. Xin thầy từ bi con nghĩ giải thích điều này cho con được rõ. Chuyên tu pháp môn niệm Phật có nên tụng kinh trì chú thiền không? Khi làm chủ niệm Phật có bắt buộc phải đọc bài kệ thay chủ kệ thông chung không? Vì sao khi lành chuỗi tay tới hạt chữ thì lành qua luôn được, còn lành ở sau chuỗi đường tới hạt chữ thì phải qua ngược trở lại? Thật ra thì khi lành chuỗi niệm Phật tới hạt chữ có bắt buộc phải qua ngược trở lại không? Niệm Phật khi không công chứng so với ngồi tĩnh lặng, niệm Phật theo hơi thở thực hiện cách nào dễ sanh trí tuệ hơn, cách nào có lợi hơn? Họ Bồ Tát chế rồi, nếu lỡ vô tình làm chết những con vật nhỏ như kiến, mũi, vân vân, hoặc nói dối mà không có hại cho người khác thì có bị xem là phạm giới không? Đó là những cái câu hỏi nhiều, mà, nhiều quá, nhiều quá. Dạ. Ở trong cái phần mà trả lời vấn đáp tại chùa Hoằng Pháp đó, thì chúng tôi có đặt ra một vấn đề mà phần lớn đó những người theo tịnh độ truyền thống là không có chấp nhận. Vấn đề đó là không nên bận tâm về tính thời gian 8 tiếng bắt buộc khi ta tẳng lễ một người. Bởi vì ở nước ngoài đó, theo cái luật về an toàn, an ninh, vệ sinh, thì người ta buộc phải nhập lễ hoặc để trong nhà xác. Nhập liềm thì đâu có thể trải qua 8 tiếng, mà nếu ta tin đó là một chân lý đó, thì những người nào đã từng liệm thân nhân quý thuộc của mình sẽ bị một cái nỗi dằn vặt tâm lý cực kỳ lớn. Và cái đó đã làm cho người đó khổ đau. Và khi người sống khổ đau thì người chết cũng bị liên lụy, là khó có thể siêu được lắm. Thấy người thân, người thương thương mình quá đó mà, cho nên tạo ra một cái mắc xích tình cảm quyến luyến là không nên. Vấn đề tại sao người ta nghĩ rằng là phải để 8 tiếng là vì tin rằng là đứng dưới cái chết đó, nhiều người dễ sân, sợ rằng thân thể mình bị cướp đi, bị đụng chạm, bị thương tổn, và do đó trở ngại cho tiến trình tái sinh. Nhưng quý vị thử hình dung như thế này: một người mù thì cái nhạy cảm của lỗ tai nó sẽ mạnh hơn, con mắt không thấy thì lỗ tai sẽ mạnh. Khi hương linh đó mà không còn thân thể vật lý để thấy, nghe, ngửi, nếm, thân xúc chạm, thì cái mức độ nhạy cảm của tâm thức về phương diện ngoại cảm sẽ mạnh hơn con người gấp vài chục lần. Cho nên dòng cảm xúc tình thương yêu, sự chăm sóc lo lắng của những người thân mà quyến thuộc, đối với họ, họ biết rõ hết. Ta không biết họ đang suy nghĩ gì, nhưng hương linh biết rõ chúng ta đang nghĩ cái gì, làm cái gì, thật lòng hay là giả dối. Con cháu mà thấy cha mẹ chết trong tư thế nó không được thẳng, co quắp thân thể mà để lâu á thì không có thể duỗi chân ra được nữa, thì nên được khích lệ sử dụng rượu hay là cồn so bóp vào để duỗi thân ra cho nó thật là đẹp. Và cái cách được liệm như thế đó, nó cũng hay, nó làm cho chúng ta không có phải đau khi nghĩ đến người mẹ, người cha, người thân của mình trong một cái tư thế bị co quắp. Như vậy phát xuất từ sự quan tâm, lo lắng, hiếu kính, thương yêu, không có lý gì mà các hương linh trỗi lên một lòng sân hận, bực tức là hay là không thích chúng ta. Cái tâm lý của con người nó nhạy cảm lắm. Ví dụ là một bệnh nhân ở trong bệnh viện đi, mình vào mình chăm sóc, mình so bóp, thì cha mẹ, người thân ta phải quý mến ta nhiều hơn chứ. Chứ lại lấy đâu mà để dặn được. Tương tự cũng như thế trong cái cảnh giới của cái chết. Do đó quý vị có thể đụng vào thân thể không sao, với mục đích là hỗ trợ cho thân thể đó được thẳng nè. Chứ đừng vì thương tưởng là đụng rồi khóc lóc, cái đó nó làm cho người ta quyến luyến thì không nên. Do đó con số 8 tiếng nó không quan trọng. Và quý vị đừng sợ, vì không có một bản kinh nào, chúng tôi xin xác quyết thêm một nữa, không có một bản kinh nào từ kinh điển Tịnh Độ Tông cho đến kinh điển Đại Thừa, cho đến kinh điển truyền thống Bali đã quy định phải có 8 tiếng. Và cái dân gian người ta tương truyền với nhau, đó là quy định của Ngài Huyền Trang,
để phòng hờ. Thế tình trạng là chưa siêu, chưa đi đó, nổi lên cái lòng sân hận là trở ngại cho tái sanh thôi. Cái đó không đáng lo, vì cái mấu chốt đã được tháo mở là nếu ta lo, ta chăm sóc bằng tình thương thật sự thì không có gì để phải bằng tâm cả. Vấn đề mà phối hợp á, trong một pháp môn tu là rất là cần thiết. Nó hỗ trợ, nó như là một nghệ thuật thay thế. Ta thử đặt ra vấn đề thực phẩm và sự tiêu thụ của nó thì sẽ hiểu pháp môn tu nó cũng vậy đó. Ví dụ ai thích cái món cơm nếp như là món ruột của mình, ăn ngày ba cử và đi hỏi bác sĩ là bây giờ tôi có được quyền ăn cơm, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là cái người thích các loại rau quả hỏi rằng là tôi có được quyền ăn những cái thực phẩm khác hay không, thì câu trả lời của tất cả các bác sĩ là nên, bởi vì mỗi một thứ nó có dưỡng chất khác nhau, đúng không ạ? Thì trong con đường tu tập tâm linh nó cũng vậy đó, mỗi một bài kinh nó có một dưỡng chất tâm linh khác để hỗ trợ cho chúng ta chuyển hóa được một cái nỗi khổ, một niềm đau, một bế tắc, một phiền não. Thì bây giờ mình là thành giả của Tịnh Độ Tông, mình đọc là các kinh Tịnh Độ Tông như là kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, và những cái bài sám, những tác phẩm của các tổ Tịnh Độ Tông, nó giúp cho mình tăng thêm niềm tin để sắp nguyện tính hành nguyện đi cho nó đúng, hành cho nó là chuẩn xác để có kết quả nhanh. Ở hiện tại ta cũng không vì thế mà có một cái nhìn cực đoan là không cần đến những bản kinh khác. Đọc các nghi thức tụng niệm của các truyền phái khác, của các pháp môn khác sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn rộng lượng và sâu sắc hơn. Và do vậy ta không còn kháng đối chống cự hay là phê bình chỉ trích các pháp môn của những người khác nữa, và mình có cái sự cảm thông. Giống như mình đó, thích ăn cơm, người khác đó, thích ăn bún, có người thích ăn chả, có người thích ăn cá, có người thích ăn chay. Pháp môn cũng như thế. Việc mà trì chú nó thuộc về mật tông, nó giúp cho tâm mình được định tĩnh, và người hành trì theo Tịnh Độ Tông không cần thiết, mà nếu muốn thì cũng không sao, để hỗ trợ mà, để giúp cho tâm định tĩnh. Niệm Phật cũng làm cho tâm định tĩnh, cho nên nếu ta niệm Phật đúng cách thì không cần phải trì thần chú nữa. Sẽ là một sự sai lầm lớn nếu ta nghĩ rằng thần chú sẽ có khả năng trừ tai ương, giảm tật ách, rồi phò cho chúng ta trong những tình huống tai ách, hay là giúp cho mình được câu gì được đó. Thần chú chỉ là giúp cho mình định tâm thôi. Niệm Phật cũng được như thế, mà thiền cũng giúp chúng ta được như thế. Cho nên nếu ta hành trì thiền quán niệm hơi thở đúng cách, hay là thiền tứ niệm xứ đúng phương pháp, hay là niệm Phật đúng sự hướng dẫn, ta vẫn có được định tâm như là những người trì các câu thần chú, cho nên không cần. Và nếu ai muốn làm thêm cũng không sao. Còn việc cầm sâu chuỗi lần chậm lần nhanh đó, là một sự hỗ trợ rất là có ý nghĩa. Tâm của chúng ta luôn luôn tìm một đối tượng để bám vào. Không có đối tượng A thì nó nhảy qua đối tượng B, giống như con khỉ chuyền nhảy từ cành này sang con khác. Giống như con ngựa, nếu không che trái và phải nó sẽ đi lung tung. Cho đó việc che để buộc nó phải đi tới phía trước theo mục đích mà chủ nhân của nó muốn đi về. Tai là một cái bộ phận của thân thức, nó có cái độ nhạy cảm của nó. Ta tu mà không biết huấn luyện thân thức thì thân nó dễ đòi hỏi những cái bậy và hưởng thụ những cái không đúng. Cho nên lần những sâu chuỗi như thế này, sự tiếp xúc của thân thức đối với từng hạt chuỗi sẽ làm cho chúng ta tập trung ý thức về. Vì lúc đó, nếu mình có bệnh tật thì nỗi đau nó không trở thành là cường điệu quá, không được quan trọng quá nữa. Nó giúp cho mình vượt qua được nỗi đau. Hoặc là tâm đang có một cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi rầu do thất nghiệp, do tổn thất tài sản, do khủng hoảng tài chính toàn cầu, do suy thoái kinh tế, do cái bất hòa giữa những người thân trong gia đình, do cái gút mắt với mình và người trong xã hội, do công việc làm ăn như là một sức ép, vân vân. Thì để giải phóng những ức chế đó, ta mượn chuỗi và niệm danh hiệu Phật, tự động ý thức nó tập trung vào hai thứ. Thứ nhất là danh hiệu Phật, thứ hai là sâu chuỗi, thứ ba là cách lần, thứ bốn là cách đi, thứ năm là cách tụng niệm. Và những cái đó nó làm cho mình quên đi nỗi đau rất là dễ và có hiệu quả. Cho nên sử dụng nhiều thứ trong cùng một lúc đó, như là một cái phương tiện hỗ trợ thay thế tích cực là nên. Còn nghĩ rằng là phải làm cái này thì mới có phước, không làm cái này thì không có phước, thì nó không nên. Còn niệm Phật công cứ trong truyền thống đó, nó là một cái phương tiện hỗ trợ. Thì bởi vì có nhiều người thích thành quả mà, thì nên phải cho người ta bám vào thành quả chút xíu. Nhờ cái thành quả đó người ta mới ráng người ta làm. Có người thì lấy cái con số công cứ là 108 thì mới gạch vào một cái ô,
hay là 18 thì đánh vào một cái dấu chéo. Và nhân số như vậy thì ta biết rằng là trong ngày hôm nay là mình đã tu được niệm Phật được bao nhiêu lần để mình có niềm vui nội tại và vượt qua được những cái khó khăn. Nhưng mà các hành giả đã thuần thục rồi đó thì không cần phải niệm Phật công cứ nữa, bởi vì ta không phải là tính công điếm số với Phật nữa, mà là mỗi một danh hiệu khi ta trải nghiệm sự niệm Phật, ta đạt được sự bình an. Cái đó là cái chất liệu chính mà ta cần phải duy trì trong lúc tỉnh cũng như là lúc động. Việc niệm Phật nó hỗ trợ cho mình như là chánh niệm tỉnh thức của thiền vậy, nó không khác gì hết. Nếu ai niệm Phật mà có thêm cầu nguyện, van xin, mong mỏi, ước muốn thì ta đã để cho vọng tưởng can thiệp vào, thì giá trị của việc niệm Phật đó chỉ có phước báo tôn kính tam bảo thôi. Còn niệm Phật mà thoát ra khỏi tất cả những nguyện cầu này thì ta đang có mặt ở trong chánh niệm và chánh định, nó cũng chính là thiền thôi, và thiền chính là nó. Và cái đó nó sẽ đưa chúng ta đến là nhất tâm bất loạn. Trong kinh A Di Đà chưa từng dạy chúng ta bất cứ một câu nào là ám chỉ cái gì là trong lúc niệm ta nguyện cầu. Và các hành giả tịnh độ được khích lệ là hồi hướng công đức, sau khi thời niệm được kết thúc ta mới có hồi hướng, thì phát nguyện ra cho chúng sinh, tâm đó là tâm từ bi. Còn trong niệm trong hành là đừng để bất cứ một cái số liệu dữ liệu gì can thiệp vào để làm cho chúng ta phải mỏi mệt tâm hay là bận tâm về. Cái đó mới gọi là niệm Phật Ba La Mật, giống như tinh thần của kinh niệm Phật Ba La Mật đã chủ trương và dạy chúng ta. Do đó cái con số công cứ không còn quan trọng nữa. Bây giờ quý vị thử hình dung một người mẹ có tình thương, một người cha có trách nhiệm đối với những đứa con, và đứa con đó mỗi ngày nó niệm như thế này nè. Ví dụ cha nó tên là Quỷ Văn Nga, mẹ tên là Nguyễn Thị B. Nó niệm Nam Mô Quỷ Văn Nga, Nam Mô Nguyễn Thị B, Nam Mô Quỷ Văn Nga, Nam Mô Nguyễn Thị B. Quý vị nghe quý vị có nhức đầu không? Rồi lúc chưa chắc là hoan hỷ à, đúng không ạ? Cho nên niệm chữ Nam Mô có nghĩa là quay về nương tựa, bày tỏ lòng tôn kính hay là đảnh lễ. Và danh hiệu của Đức Phật nó có ý nghĩa A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vô lượng công đức là cái nghĩa phát sinh thôi, hai nghĩa gốc là vô lượng thọ, vô lượng quang. Quang á, là ánh sáng, mà nghĩa theo Phật giáo là tuệ giác. Không phải ánh sáng vật lý, không phải là ánh sáng mặt trời mặt trăng, ánh sáng tỏa ra từ thân của Ngài đâu, không có. Không có Đức Phật nào tỏa ánh sáng hết trơn, mà mỗi một cơ thể nó tỏ ra một cái vùng tâm thức mà người ta gọi là màu sắc hào quang, chứ không phải cái màu thật đó. Trình độ tâm linh chứng đắc cao á, thì tầng tâm sức đó nó tỏ ra bên ngoài, cho nên khi ta gặp Phật thì ta thấy bình an, hoan hỷ, hạnh phúc, và Ngài khuyên cái gì ta làm liền à. Cho nên đó cũng nội dung đó mà người khác khuyên ta không chịu làm, mặc dù ta biết là đúng. Cái ảnh hưởng giao thoa của cái vùng từ trường tâm linh nó lớn như thế. Vô lượng quang có nghĩa là tuệ giác không giới hạn. Mà tuệ giác không giới hạn là cái gì? Hiểu được nhân quả thì đâu giới hạn ba đời đó. Hiểu được vô thường vô ngã thì đâu không giới hạn mình và người nữa. Cho nên thực tập tứ diệu đế, phát triển bát chánh đạo thì ta có được cái vô lượng quang. Và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ta phải hiểu cái nghĩa là quay về nương tựa với tuệ giác vô lượng. Nếu ta hiểu theo nghĩa triết lý cực kỳ sâu sắc, chứ đừng hiểu theo nghĩa danh từ riêng. Danh từ riêng có nghĩa là ta hiểu là con xin nương tựa Đức Phật A Di Đà để bốn chết đó Ngài dành cho con một chỗ trên Tây Phương. Đó là mưu cầu, đó là vọng tưởng. Còn ta niệm bằng tuệ giác như thế đó thì ta biết rất rõ là mỗi người có một cái kho tàng, và ta đang để Đức Phật của mình bị ngủ quên. Và niệm như vậy là đánh thức Đức Phật đang ngủ quên trong mỗi con người chúng ta. Và do vậy ta không cho phép mình ứng xử vô minh, sân si, tham ái, để ta trở thành là một bậc minh triết, một bậc thần triết trong cuộc đời. Đó là ta đang khai thác được năng lực vô lượng quang, vô lượng thọ, không phải là sống hoài không chết. Nói như thế là trái với học thuyết vô thường của Đức Phật. Đức Phật cũng 80 tuổi là qua đời thôi, và cái chết của Ngài cũng phát xuất từ một cái căn bệnh. Người ta nói là sanh già bệnh chết là một quy luật rồi, thì Đức Phật A Di Đà, Đức Phật nào đi nữa thì cũng có cái ngày chết thôi, là tiếp tục tái sinh để mà hóa độ chúng sinh ở các hành tinh khác. Đó là một quy luật thôi. Cho nên đừng hiểu cái vô lượng thọ là tuổi thọ vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không chết, mà ta phải hiểu chữ thọ đây là bền bỉ. Cái gì tạo cho ta bền bỉ? Lòng tinh tấn và kham nhẫn. Kham nhẫn giúp cho chúng ta không bỏ cuộc đức cường, và lòng tinh tấn sẽ giúp cho mình vượt qua những trở ngại và thử thách. Và ai huấn luyện được hai năng lực ở trong sáu ba la mật đó thì người đó có được là vô lượng thọ, trong cái tốt, trong cái tích cực, trong những giá trị, trong phụng sự, trong những điều tốt, điều vui, điều hay. Nói chung là chân thượng mỹ. Thì như vậy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghĩ là con xin quay về nương tựa với năng lực bền bỉ tinh tấn không giới hạn. Do đó các Phật tử
phải tinh tấn nhiều hơn, chứ không phải làm thời gian rồi đó, tôi tu về tôi cảm thấy đủ rồi, bây giờ không cần làm ăn gì nữa hết á, buông hết, bây giờ tôi buông xả, như vậy là ta trở thành là chán nản nè, bỏ cuộc rồi, chứ không phải là tinh tấn vô lượng nữa, vô lượng thọ nữa. Đó là ta đang khai thác cái năng lực đó vốn có trong chính bản thân mình. Như vậy là niệm Phật mà đúng phương pháp là không có cầu nguyện gì hết đơn á, mà đó là cái nghệ thuật để tâm mình được định tĩnh, giống như thiền lấy cái hơi thở, lấy cái việc mà quán chiếu các con số, lấy việc quán vào thân, quán vào dòng cảm xúc, quán vào tâm, quán vào ý niệm, để cho tâm nó không còn như là con ngựa chạy ngoài đồng quan, hay là con trâu dẫm lên lúa mạng của người. Thì câu danh hiệu Phật nó như là một cái niêm chim vào trong cái tâm vọng được của chúng ta, để nó dừng lại một chỗ. Và dừng được một chỗ thì ta có được chánh định. Có được chánh định thì có được nhất tâm bất loạn. Và lúc đó đó tịnh độ cũng chính là thiền, và thiền là tịnh độ. Cho nên quý hành giả niệm Phật đừng có để ý vào cái các con số như là tính công. Tính công thì chỉ có phước thôi. Trong khi đó ta tu định tâm thì ta có được trí tuệ và có được sự chứng đắc. Giữa cái phước và sự chứng đắc, nên chọn cái sự chứng đắc và chọn cái sự định tâm. Bởi vì đó, có chứng đắc có định tâm thì tự động phước báo sẽ được phát sinh. Các vị A-la-hán được gọi là ứng cúng, là xứng đáng để cho mọi người cúng dường mà. Cho nên tuệ giác phát sinh thì phước báo sẽ có. Cái này nó quan trọng hơn là cầu những cái phước báo quá cỏn con thông thường. Mà trên thực tế làm đúng nhân quả không cần cầu nó vẫn có. Cho nên người Phật tử tu một cách có bản lãnh hơn, một cách có tinh tấn hơn. Cái phần thứ ba của câu hỏi đó, phạm giới và phạm tội là hai cái khác nhau. Có những cái giới nó tăng trưởng nhân cách, phẩm hạnh, phước báo, uy tín của mình. Và do đó có những cái giới vi phạm nó vẫn không có tội. Ví dụ như một trong những cái giới mà tất cả những vị xuất gia giữ đó, là không được xỉa răng hướng về phía tháp Phật. Tại vì làm như thế đôi lúc đó giống như vô tình mất đi cái lòng tôn kính đó. Mà lỡ như người nào không để ý trước mắt mình có tháp, không để ý trước mặt mình có Phật, mà lỡ xỉa răng thì cũng đâu có tội đâu. Không có cái phước tôn kính thôi. Chừng nào mình phỉ báng Phật, khinh thường Phật, nhục mạ Phật, thể hiện tất cả cái lòng mà nó tệ hại nhất đối với Phật thì mình mới có tội. Không, mình không làm cái đó thì mình không có phước mà. Cho nên á, dầu có phạm giới trong tình huống này nhưng mà không có phạm tội. Tội nó thuộc về cái xấu, đi ngược với đạo đức vân vân. Thì trong giới Bồ Tát á, thì chúng ta thấy là nó có 10 giới trọng và 48 giới nhẹ. Ta thực hiện đúng 10 giới quan trọng á, thì ta trở thành là một Bồ Tát, ta trở thành một nhân cách cao thượng, ta trở thành một nhân vật vĩ đại. Còn nếu ta không làm được cái đó thì ta mất đi cái quyền lệ đó thôi. Nó là một cái cách dấn thân nhập thế độ đề. Nhưng mà những cái giới sát đạo dâm vọng là quan trọng, thì vi phạm đó là có tội à. Tội về luật pháp, tội về nhân quả. Còn có những cái giới ví dụ như là cư sĩ mà thọ giới Bồ Tát thì nó bắt buộc phải như thế này, là phải truyền bá kinh điển Đại Thừa, chứ không được truyền bá kinh điển Nam Tông. Và trong khi đó cuộc đời ta cần đến nhân thừa, vì truyền bá kinh điển Đại Thừa đôi lúc ta không hiểu. Và bây giờ quý vị đi giảng kinh thuyết pháp hay là chia sẻ pháp thoại, những gì mà được nghe lại từ băng giảng cho những người khác để ta vượt qua khổ đau, thì làm sao có tội được. Do đó quý vị không làm việc đó vẫn không có tội. Có điều là quý vị không có được cái công đức do việc không làm thôi. Vẫn được gọi là giới, không là không làm nó vẫn không gọi là có tội. Tương tự đối với những cái việc như là mà giết một cách vô tình, mỗi bước chân đi của chúng ta cũng làm cho biết bao nhiêu côn trùng vi tế bị chết, mất mạng. Hay là đang ngủ đâu có để ý đâu, con muỗi nó cắn mình đập một cái nó chết, thì nó cũng là một sát nghiệp. Sát nghiệp này đó là một cái tự vệ, thì cái quả của nó không có nặng lắm, nó vẫn có nhưng mà không nặng. Lâu cũng bị người ta vô tình ta quơ cây ngang mà trúng cái mặt mình. Nó có những cái như thế, những người ta đang chăm sóc mình đó, và đôi lúc nó làm cho mình đau, đâu có ác ý gì đâu. Thế nên cái tâm vô tình sẽ dẫn đến những cái quả vô tình, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ đó mà nó trổ quả. Nếu như ta không có gieo trồng những cái nghiệp chuyển hóa cái nghiệp xấu đó thì nó có thể trổ quả theo những cách thức như vừa nêu. Đối với những cái việc mà giết những cái con bèo phục vụ cho khẩu vị của chúng ta, hoặc là buôn bán kinh tế tạo ra cái khoản lãi cho đời sống gia đình, thì cũng là một động tác giết một đơn vị sự sống bị kết thúc, nhưng mà cái việc trổ quả trong tình huống là hoàn toàn khác nhau. Còn đối với các bác sĩ đi,
ta mổ xẻ các con vật đó để trải nghiệm y khoa, tiêm chích thuốc mổ xẻ vân vân, thì giống như giết mà nó đâu có động cơ giết để mà làm vui, giết vì sợ hãi, giết vì kinh doanh, giết vì nào đó đâu, nhưng mà vì phục vụ sức khỏe cho con người. Cho nên cái nghiệp sát đây vẫn có, nhưng cái phước để phục vụ cho nhân loại đó nó là nhiều hơn. Cho nên nghiệp xấu vẫn trổ, nhưng cái phước trổ lại nhiều. Còn một bác sĩ y khoa nào làm cái việc đó để muốn làm giàu, muốn khoe cái thanh danh của mình, thì cái nghiệp sát đó nó hơi nặng chút xíu, và cái phước mà phụng sự cho sức khỏe con người nó cũng tăng trưởng lớn hơn, lẫn lộn với nhau. Cho nên từ tình huống mà nó được xác định là nặng hay là nhẹ, chứ không phải đơn thuần thể dựa vào kết quả là ta có thể phân định đúng được. Còn là Bồ Tát giới rồi mà còn nói láo mà không có hại ai á, thì nó cũng tùy tình huống. Ví dụ như một cái tên tướng cướp, nó đang dí một cái đại gia, ta biết ông đại gia đang núp trong nhà của mình, hỏi là có thấy ông đại gia đi đâu, ta nói là đại gia chạy thẳng phía trước. Thì cái giúp đó là có hai cái phước chứ không có tội. Thứ nhất là ngăn chặn được cái nghiệp giết hại của tên tướng cướp này đối với cái người đại gia. Thứ hai là tạo cái mạng sống lần thứ hai cho người đại gia này. Thứ ba là không có gieo cái nghiệp của là trộm cắp cho người cướp. Và thứ tư là tạo ra sự bình an, vân vân. Như vậy là ít nhất ta có bốn cái phước. Còn mà lúc đó mà ta nói thật là ông này ông đang nằm trong đây này, vô bắt nó là đừng có ảnh hưởng gì tới tôi, thì chúng ta đang gián tiếp giết do vì sợ hãi. Vậy là nó láo đó, nó tùy tình huống. Nhưng mà ngoài trừ những tình huống bất khả kháng, việc mà nói sai sự thật dẫn đến cái hậu quả tiêu cực cho con người đó, ví dụ như là giết chóc như vừa nêu, thì ta được quyền nói láo để tránh những tình trạng hậu quả xấu. Còn trong phần lớn các tình huống còn lại, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là không nên. Bởi vì nói láo rất là quen, nói chơi cũng là một loại nói láo. Mà quen rồi đấy, sau này chúng ta mất uy tín, có nói thật cũng không ai tin. Ai đi thăm viếng vạn lý trường thành đó, thì được nghe kể một câu chuyện ly kỳ. Chúng tôi quên tên nhà vua đó là nhà vua nào rồi. Ông này thì ông thương cái một cô thương chết thương mệt, hoàng hậu ông cũng hôn mê, các công tầng mỹ nữ khác cực kỳ đẹp ông cũng hôn mê, mà ông bị nghiệp với cô này cho nên ông mê. Mà cô này đấy thì cô có một cái nét đẹp buồn mà tạo cho cô một nụ cười là khó lắm. Thì thường cái tôi của các nhà vua đó, ai mà chiều chuộng với ông quá theo tình phớt, ông thèm quan tâm lại, mà phớt tình theo. Cái cô này cũng buồn, cũng không quan tâm đến ông, tự nhiên là ông lại thương. Và muốn làm cho cô này á, thương ông á, thì ông phải cố gắng làm sao tạo cho cô ta có được những cái nụ cười. Cho nên đó là dẫn cô nàng lên tới Vạn Lý Trường Thành. Thì ngày xưa Vạn Lý Trường Thành nó có những cái ụ quân đội đó mà. Và cái hiệu lệnh á, phát hỏa có nghĩa là có giặc xâm lăng đến. Do đó là lính ở triều đình thấy cái chỗ đó như là một cái thông tin về an ninh, phải kéo quân đến liền để bảo vệ biên cương bờ cõi. Thì ông làm cho lửa phát lên, là tướng quân gì đó là đang ngủ mà phải giật mình thức giấc, có người đang ăn phải bỏ ăn, có người đang phải bỏ làm việc, chạy cấp tốc tới đó. Tới đó thì nhà vua nói đâu có giặc nào đâu. Cái cô ta phá cười lên, các ông quân này trời ông mỏi mệt mà ông nhăn mặt nhăn mày mà không dám, phải quỳ mập xuống nhà vua. Rồi họ ra về lặng lẽ, ức chế bực tức mà không dám nói. Và cô ta cảm thấy đó là một niềm vui, cô ta cười. Rồi ông ta tiếp tục ở đó thêm mấy ngày nữa. Mấy ngày sau có giặc đến thiệt, ông phát quả lớn hơn, không có người nào đến hết trơn, và ông bị chết. Đó là một sự ghi lịch sử có thật đấy. Có những lúc người ta nói láo đó, không ngại ai, nhưng mà nó làm cho mình mất uy tín. Mà mất uy tín rồi đó, sau này mình nói thật người ta không tin nữa. Cho nên Đức Phật nói là trong những tình huống gọi là bất đắc dĩ phải nói láo để giúp cho người cho cuộc đời cho con người, phần lớn các tình huống còn lại là không nên, vì những lý do như vừa nêu. Dầu không thọ giới Bồ Tát, chỉ thọ giới năm giới thôi, ta cũng nên áp dụng công thức như thế. Chứ không phải là hễ là Bồ Tát ta được quyền, còn những người thọ giới năm giới thì không được. Mục đích hành động của Bồ Tát phải là lòng từ bi, nền tảng của nó là độ sinh. Và nếu các cái chuyện mà ngoại lệ không phục vụ cho cái này, nó đều được liệt vào là bình phong, thì cái đó là tự lừa dối chính mình, thì tội và nghiệp đó sẽ nặng hơn.